Ở phân khúc tầm trung của cái mô hình kinh doanh cà phê pha máy bán mang đi thì Lương Ông Cà Phê đã cho ra mắt cái bộ combo là 38 triệu đúng không? Thì trong clip này Lương Ông Cà Phê tiếp tục cho ra mắt cái bộ combo xe 40 triệu nằm trong cái phân khúc tầm trung này. Thì cái sự khác biệt giữa cái combo này so với combo 38 triệu đó là chúng ta sẽ sử dụng cái bộ combo máy Lamvita Go và Lamvita máy xay Lamvita MX của hãng Lamvita đều được cài đặt tự động luôn. Chúng ta chỉ cần nhấn một lần là ra đủ cái lượng mà chúng ta mong muốn. Thì trong cái bộ combo 40 triệu này chúng ta sẽ sở hữu những cái điều gì? Đầu tiên là về chiếc xe, chúng ta sẽ sở hữu là cái xe lớn có phần mái vòm phía trên cực kỳ bắt mắt và cực kỳ thu hút khách hàng luôn. Chúng ta có thể là treo những cái băng rôn, những cái chương trình marketing trên này luôn. Đó. Và thiết kế của cái xe thì nó có hai tông màu chủ đạo là màu đen và màu vàng. Và các điểm G này, điểm nổi này, và các G này sẽ tập trung ánh nhìn khách hàng vào cái phần trung tâm của chúng ta, đó là phần logo thương hiệu. Đó. Và kèm theo đó ha, là nếu như mà ở trên thị trường là họ làm phẳng luôn, không có những cái điểm này, thì đó là sự khác biệt của Lương Cà Phê ha. Và ở ba mặt đều có logo luôn, khách hàng đi hướng nào cũng có thể thấy chúng ta ha. Và chúng ta sẽ coi thử trong chiếc xe chúng ta ha. Đó. Đầu tiên về cái bề mặt thì nó sẽ được phủ một lớp carbon chống trầy xước, chống bám này ha. Đó, phía bên này thì có các bàn chờ chúng ta có thể cho lên để chúng ta để cà phê cho khách hàng. Đó, và đặc biệt là cái thiết kế ở trên cái bề mặt của chiếc xe chúng ta không có cái chỗ nào là dư thừa cả, và chúng ta sẽ thuận tiện trong việc mà chúng ta pha chế. Đó, với ngăn chứa đồ cực kỳ rộng rãi luôn, chúng ta có thể để tất cả những vật dụng, máy móc hay là những cái linh kiện hay là nguyên vật liệu trong này hết. Đó. Rất là gọn. Đó. Và đặc biệt ha, đặc biệt mọi người thấy không? Chiếc xe, trên chiếc xe chúng ta sẽ trang bị cái bộ combo máy pha của hãng Lamvita với linh kiện được nhập khẩu trực tiếp từ Ý. Đây là con máy pha Lamvita Go. Đó. Công suất của nó lên đến 200 ly một ngày mọi người. Đó, mọi người thấy không? Đây là cái hệ thống đèn LED báo cái thời gian pha chế giúp chúng ta kiểm soát được cái chất lượng cà phê ra. Và hệ thống nút bấm một chạm được cài đặt định lượng tự động. Đó. Và nó có đèn báo luôn, đèn báo cái mực nước giúp cái người sử dụng chúng ta kiểm soát được cái mực nước trong cái nồi bình chứa của cái máy sẽ an toàn tuyệt đối cho cái máy và cái bơm chúng ta, giúp máy hoạt động cực kỳ ổn định và bền. Và đi kèm với chiếc máy pha chúng ta là chiếc máy xay Lamvita MX. Đó. Đây cũng được cài đặt tự động luôn. Chúng ta chỉ cần nhấn một lần ra đủ cái lượng cà phê cho chúng ta ha. Và cái đĩa xay của máy xay này được có đường kính lên tới là 64mm và được nhập khẩu trực tiếp từ Ý. À, mọi người thấy không? Chúng ta có thể thay đổi nhiều cấp độ xay. À, dễ dàng, cực kỳ dễ dàng luôn. À, với các nẫy mà chúng ta có thể điều chỉnh rất là dễ dàng luôn. À, và kèm theo đó ha, là chế độ rảnh tay của cái máy này. À, chúng ta chỉ cần cho cái tay cầm vào là chúng ta có thể nhấn một lần ra đủ cái lượng cà phê chúng ta mong muốn. Còn trong thời gian đó thì chúng ta làm những việc khác, pha chế những món khác. Đó, mọi người thấy không? Rất là thuận tiện cho chúng ta sử dụng luôn. Và đặc biệt ha, ở cái dòng máy xay này nó có cái công tắc đó, của cái quạt sẽ giúp tản nhiệt của cái máy trong quá trình mà chúng ta hoạt động lâu dài. À, nó sẽ giúp tản nhiệt cái máy của chúng ta. À, và ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ có những cái chính sách đặc biệt sau. Sau đây là 7 chính sách đặc biệt tại Lương Cà Phê. Chính sách đầu tiên là bạn sẽ được mua cà phê với giá sỉ, được cung cấp trực tiếp đến từ nhà máy đến từ Lương Cà Phê. Chính thứ hai là các bạn sẽ được sở hữu một cái mô hình xe cà phê pha máy với thiết kế cực kỳ hiện đại và bắt mắt, có phần mái vòm phía trên này khác biệt hoàn toàn so với thị trường luôn. Cách thứ ba là bạn sẽ có chính sách thu hồi lên đến 60% khi mà bạn không có ý định kinh doanh nữa. Cách thứ tư là Lương Cà Phê sẽ truyền đạt lại cái kinh nghiệm kinh doanh cũng như là có những cái chương trình marketing để hỗ trợ bạn làm sao để bạn đoán được hàng. Cách thứ năm đó là Lương Cà Phê sẽ hỗ trợ và hướng dẫn bạn về pha chế, không chỉ về cà phê mà còn về thức uống khác nữa. Chính sách thứ 6 là Lương Cà Phê sẽ bảo hành bảo trì hàng tháng cho mọi người luôn, trong vòng 12 tháng liên tục. Chính sách thứ 7 là ngoài cái việc kinh doanh trực tiếp tại điểm bán thì bạn sẽ bán thông qua app nữa. Đó là 7 chính sách đặc biệt tại Lương Cà Phê. Và
Kèm theo đó, để hỗ trợ tối đa nhất cho các khách hàng đang có ý định kinh doanh cái mô hình xe cà phê pha máy này, Lưỡng Cà Phê sẽ hỗ trợ tặng bạn là 25 món vật dụng cần thiết nhất bạn để bạn đi vào đến kinh doanh. Từ bảng hiệu, dù, thùng đá đến tất cả những vật dụng cần thiết nhất, Lưỡng Cà Phê sẽ hỗ trợ bạn. Và khi mà Lưỡng Cà Phê bàn giao xuống cho bạn á, cái bộ combo này thì các bạn có thể đi vào kinh doanh liền và không phải mua sắm thêm bất cứ vật dụng gì khác. Ok. Combo xe 40 triệu này cực kỳ phù hợp cho những ai đang có ý định kinh doanh xe cà phê pha máy bán mang đi. Muốn cái chi phí đầu tư ban đầu ở mức vừa phải nhưng mà máy móc hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ. Và ngoài ra nữa là máy móc đều được cài đặt tự động thì cái bộ combo xe này là dành cho bạn. Nên nếu như hiện nay bạn đang có nhu cầu kinh doanh với cái bộ combo này, vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline của Lưỡng Cà Phê hoặc comment phía dưới. Bởi vì chúng tôi đang có chương trình siêu hấp dẫn là tặng 25 món vật dụng cần thiết nhất để bạn đi vào kinh doanh. Nên nếu như đang có nhu cầu, liên hệ ngay với chúng tôi. Nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Lưỡng Cà Phê và theo dõi chúng tôi trong những chương trình lần sau. Hẹn gặp lại các bạn.